đã mang lại rất nhiều điều tích cực. Chúng ta đã đẹp mắt, hiệu quả, trong đó Thái Lan có những lúc bất lực và nóng nảy. Theo chúng tôi thì tương quan giữa Việt Nam và Thái Lan cũng giống như hai vận động viên chạy đường dài. Chúng ta tạm thời bứt lên một chút, tuy nhiên người Thái cũng có thể bứt lên bất kỳ lúc nào. Và nói cho cùng, sự cạnh tranh đó là động lực cho sự phát triển. Nếu như có một cặp song hành ở Đông Nam Á thì cũng là điều tốt cho tương lai, cho sự phát triển lên tầm cao hơn. Tôi hoàn toàn nhất trí với anh Huy về quan điểm này. Rõ ràng là chúng ta cần phải duy trì được đà phát triển như hiện có, quan tâm nhiều hơn nữa đến đào tạo trẻ cũng như liên tục củng cố sức mạnh cho giải vô địch quốc gia. Và nếu như chúng ta có được một sự cạnh tranh từ một đối thủ quen thuộc như Thái Lan thì rõ ràng nó cũng là sự kích thích để khiến cho chúng ta luôn luôn có một định hướng vươn tới. Có một sự song hành như thế thì chúng ta luôn hoàn thiện bản thân và sự phát triển sẽ đầy đủ hơn. Có một thực tế là bóng đá Đông Nam Á
chính xác quả đá của mình. Tỷ số phạt đền tạm thời là 2-1 nghiêng về Curaçao. Những bước đà mềm mại và rất tự tin của Ezenhoi. Cầu thủ chỉ cao 1m69. Một lần nữa trong trận đấu này, Curaçao lại là đội vượt lên dẫn trước. Quả đá thứ ba của đội Việt Nam thuộc về Trọng Hoàng. Cú đá chính xác của Trọng Hoàng. Tỷ số của loạt đá đối lưu được cân bằng, nhưng đội Việt Nam đã đá trước một lượt. Trọng Hoàng đã lừa được thủ môn Victor Rum, thủ môn đang thi đấu ở Hà Lan cho câu lạc bộ Eindhoven. Đây là giải đấu mà Trọng Hoàng đã chơi rất tốt. Trọng Hoàng rất biết giữ sức và là cầu thủ có kinh nghiệm. Cú đá quá tốt của cầu thủ đối phương. Văn Lâm đoán đúng hướng nhưng pha dứt điểm của số 3 bên phía Curaçao là Martina đi quá khó. Không, đó là cầu thủ vào sân thay người Antonia. Antonia là người vừa thực hiện quả phạt đền thành công cho Curaçao. Quả đá thứ tư của đội Việt Nam. Người thực hiện là đội trưởng Quế Ngọc Hải. Phong cách quen thuộc của Quế Ngọc Hải. Số phạt đền được san bằng 3-3. Một kiểu nhảy chân sáo mà chúng ta cũng đã từng thấy ở cầu thủ Jorginho trong áo Chelsea và một số người khác. Đặng Văn Lâm đang cố gắng tác động lên tâm lý của Leandro Bacuna. Các ngôi sao không hiếm lần hỏng luân lưu. Và bây giờ là Bacuna, ngôi sao sáng nhất của Curaçao, nhưng Bacuna đã thành công. Đá vào phía ngược lại hướng di chuyển của Đặng Văn Lâm. Cao thủ Curaçao với trình độ của mình đã thực hiện phạt đền rất tốt. Người đá quả cuối cùng trong loạt 5 quả đầu tiên cho đội Việt Nam là hậu vệ cánh Đoàn Văn Hồng. Rất gọn ghé. Cú sửa lòng kỹ thuật của Đoàn Văn Hậu đã đánh lừa được thủ môn Victor Rum. Pha thực hiện tự tin và hiểm hóc của Đoàn Văn Hậu, bóng đi sát cột dọc. Hy vọng còn lại của đội tuyển Việt Nam trông cả vào Đặng Văn Lâm. Người đá quả thứ 5 cho đội Curaçao là Matteo Maria. Maria cũng đã thành công với quả đá của mình. Như vậy là cả 5 quả đá của Curaçao đều thành công. Cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường. Tuy nhiên thật tiếc khi đá luân lưu, chúng ta chỉ hỏng đúng một quả và Curaçao là đội vô địch Kings Cup năm 2019. Cho dù không thắng